Xin chào tất cả mọi người ha, đã đến với kênh của mình. Thời gian qua dịch thì bên mình cũng không có đăng video nhiều. Hôm nay mình xin trở lại với kênh YouTube. Là năm mới thì mình cũng gửi lời chúc với mọi người là thật nhiều sức khỏe ha, hồng phát, phát tài phát lộc và cùng nhau phát triển trong cái ngành mình đang, cái lĩnh vực mình đang làm, cái công việc mình đang làm ha. Thì hôm nay mình giới thiệu với mọi người, đây là như trên video mọi người đang thấy, đây là mạch phân tầng lo. Cái loại này là cái bản nâng cấp bên mình. Bây giờ thì mình làm mới một loại mẫu này thôi. Đây là màu trắng ha, mạch trắng. Đây là cặp phân tầng full đơn nha mọi người, một bát một trép ha. Full đơn là cái loại mạch mà xài thông dụng nhất. Đây mình quay cận cảnh người xem ha. Mạch rất là đẹp đúng không? Đó, nền xanh và mạch màu trắng. Thì cái mạch này á, sử dụng cho lo máy tất. Thì sẵn mình báo luôn ha. Đây là mạch phân tầng full đơn, một bát một trép, sử dụng cho lo gia đình. Là sử dụng lo 2 tấc nè, 2 tấc rưỡi, 3 tấc, 4 tấc, nhưng mà với điều kiện là 4 tấc thì từ 1 tấc chính con 75 đổ xuống thôi. Tại vì mạch này là sử dụng cho lo gia đình ha. Thì mình sẽ giới thiệu những cái video sau là những cái mạch phân tầng mà công suất lớn hơn nữa. Và cái này sử dụng cho lo từ 1 tấc chính được nha mọi người. Đây mình báo giá trước luôn cho anh em nào thắc mắc ha. Rồi thì cái giá cả luôn là cái quan trọng trong cái phần mà buôn bán. Thì mình báo giá công khai luôn nha, mình không có, mình buôn bán giá thật cho nên không có giấu giếm gì hết, mọi người không cần in inbox gì hết đó. Giá là lúc nào mình cũng công khai giá cả cho nó minh bạch rõ ràng. Thì giá của một cặp như thế này á là 350.000 bao ship nha, giá đã bao gồm phí ship rồi. Tức là khi mọi người nhận hàng á là mạch sẽ hoàn toàn như hình. Mình bảo đảm cam đoan một điều là mạch như hình nha, đẹp như vậy luôn. Đó, chứ không phải mình làm gì mình quay về nhà mình bán nó khác đâu, mạch sẽ như hình 100%. Và giá là 350 một cặp, một cặp là hai mạch như thế này, đây là một mạch. Thì đây khi mọi người nhận là một cặp như thế này ha. Đó. Và bảo đảm mọi người sẽ đánh được lo từ một tấc chín con 75 đổ lại. 2 tấc, 2 tấc rưỡi, 3 tấc, 4 tấc. Và gáp lo kéo luôn rất ok, tại vì những cái lo kéo là từ nhỏ mọi người đánh khỏi lo gì hết. Thì cái mạch này á là mình đã cân chỉnh rất là lâu rồi, mình nói thật luôn. Cái mạch này là tại vì mình muốn bán càng ngày, mình phải càng cải thiện cái sản phẩm để cho khách hàng ưng ý, khách góp ý sao là mình sẽ thay đổi và mình nghe lại để mình cảm nhận cái âm thanh của nó. Mình thay đổi cái những cái thông số trên đây ha, tụ nè, rồi trở, rồi cồn cảm lên luôn để cho nó theo theo, theo cái cân chỉnh của mình, có thể gọi là hoàn hảo nhất có thể. Thì đó, cái mẫu như thế này là cái mẫu cuối cùng ra là hoàn thiện nhất. Thì từ đây về sau mình sẽ bán cái mẫu như thế này thôi. Đó là phân tầng này là full đơn, một bát một trép. Thì những cái công dụng của phân tầng á, khi mà mọi người gáp vào lo đó thì đa số ở những ở địa phương mình cũng vậy, mà không biết ở nơi của mọi người thế nào, thì người ta không có xài phân tầng lo đâu. Những cái người mà bán lo ở ở quê á, hay gáp trực tiếp và cản như một tụ và một con điện trở nữa, xài cho lo trép thôi, không có phân tầng. Thì cái kết quả là đánh khi mà đánh lớn ấy nha, đánh lớn mới dễ phát hiện, còn đánh nhỏ nhỏ thì nghe 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 nhưng mà mọi người không có phát hiện được đâu, không nghe qua tai được. Thì khi mà đánh công suất lớn á, và tiếng nó sẽ nhòe ra, nó bể tiếng, nó khó nghe lắm. Bass không có bass trép, không có trép, nó không có chắc tiếng nữa. Đó là kết quả hậu quả của cái phân tầng á, bởi cái không gắn phân tầng á là như vậy. Tại vì lúc đó âm thanh nó lộn xộn mà, cũng như một cái loa bass mọi người cứ đẩy trép vô thì nó sẽ bị sẹt sẹt, nó sẽ bị bể tiếng.
Còn những cái loa trap mà mọi người cứ đẩy bass vô thì nó, tại vì nó cản không hết nó, cho nên nó sẽ bị hiện tượng đó. Rồi, tiếng bass nó không chắc và tiếng trap nó hay bị xé hoặc là nó bị quá lớn, đến tại vì do cái cách cản của người thợ nữa, cho nên nó sẽ bị bể bể tiếng. Rồi thì đây là phân tần phun đơn, một bass một trap ha, mạch rất là đẹp luôn. Rồi đây là mình quấn là dây đồng đồng 100% nha, dây đồng thái ha, 200 độ C đó. Chứ mọi người đừng có lo, đừng có hỏi phân tần của dây đồng như nhôm, mình không có trả lời được đâu nha, khó lắm, cầu lắm sao trả lời được. Thì bây giờ luôn mình quay mọi người xem dây đồng rất là to luôn. Chứ thông thường á, những cái nơi khác quấn sao mình không biết, nhưng mà bên mình quấn dây rất là bự để mọi người đánh lâu dài nó không cháy cái cụm cảm này. Đó, đây mình quấn dây 1 ly 2 luôn á, phân tần nhỏ thôi, đây là phân tần nhỏ thôi, mình quấn dây 1 ly 2 luôn. Thông thường mọi người đánh những cái phân, những cặp phân tần rất là lớn, giá là khoảng 400-500 ngàn một cặp, người ta quấn cũng lên dây ly 2 ly 3 thôi. Đó là mình nói thẳng luôn hen, nói trước vậy luôn. Còn dây dây trép á, cụm trép mình quấn dây 0.9, cho nên mọi người đánh là yên tâm thoải mái, không có sợ hư cháy gì hết ha. Đó thì mọi người cũng phải cân nhắc khi sử dụng nha, không phải mình nói vậy thì cứ đem lo lớn vô đánh nha. Thì nói thật một câu là lúc nào cũng vậy, buôn bán thì tiền nào của đó nha. Tại vì mọi người đánh thì vô đánh mà lo công suất quá lớn thì đừng nên xài cái loại này. Cái loại này chỉ xài cho lo từ 1.9 con 75 đổ xuống thôi, công từ 220 con 100 thì có loại khác, mình sẽ quảng cáo ở video sau. Đó là dây nó sẽ lớn hơn nữa, lúc đó mình sẽ sử dụng dây 1 ly 4 đó, và giá sẽ dĩ nhiên sẽ cao hơn, điện trở mình cũng sử dụng to hơn đó. Nhưng mà mình phải so sánh ở cái tầm giá này, 350 một cặp, bao ship, đã bao ship rồi nha, tức là mọi người không có trả bất kỳ chi phí nào hết. Khi mọi người nhận hàng á thì mọi người được kiểm tra hàng giống hình không, kiểm tra có bể gãy vỡ hay giống hình gì không ha, thì mới mới nhận hàng. Đó là mình cho khách nhìn trực quan luôn, trực tiếp đó, rất là thiện chí bán để bán hàng cho mọi người xem. Tại vì nhiều khi bưu điện nó vận chuyển có vấn đề gì thì mọi người còn gọi lại trực tiếp để liên hệ với mình được, để mình giải quyết cho cái mọi người cái ở khâu vận chuyển ha. Hàng mình sẽ cố gắng là gửi nhanh nhất có thể, thông thường thì cũng phải 2 ngày 3 ngày hoặc là có thể lâu hơn tùy nơi ha. Mình đang ở Sài Gòn, đang ở quận 7 đó, thì những ai em có thiện chí thì cứ đặt hàng bên mình ha. À, rồi bên mình nói lại một lần nữa là giá là 350 một cặp hai mặt như thế này ha, đó 350 một cặp nha. Thì ngoài ra đó, bên mình bán đang thúc đẩy mọi người mua hàng ở trên những cái sàn thương mại điện tử giống như là Lazada, Shopee, Sendo đỏ, thì mình có bán hàng trên đó. Thì những ai có nhu cầu mua cái cặp phân tần này á, thì một á, là gọi trực tiếp qua số điện thoại hoặc là kết bạn Zalo với số điện thoại này, số điện thoại là 0935 323 378. Mình xin nhắc lại số điện thoại của mình ha, 0935 323 378 để mua hàng. Mình sẽ để số điện thoại trên video luôn. Rồi cái thứ hai là mọi người kéo xuống dưới á, cái phần mô tả của cái video này á, kéo xuống dưới một xíu là sẽ có cái một cái phần mô tả là mình sẽ để cái đường dẫn, cái đường link á, mọi người thấy chữ xanh xanh nhấp vào là nó sẽ có là Shopee, Lazada, Sen Đỏ và website của mình, thì mọi người có thể đặt hàng ở đó ha. Thì mình báo trước luôn là tất cả những sản phẩm luôn, không phải riêng mặt phân tần này. Thì khi mọi người mua hàng ở trên Shopee, Lazada, Sen Đỏ sẽ có cái giá mềm hơn. Đó là mình khuyến mãi một một phần nào đó cho anh em để thúc đẩy cái quá trình buôn bán của mình đó. Thì sẵn đó thì mọi người có thể đăng ký kênh của mình đây, kênh YouTube là cái đầu tiên, cái thứ hai là mọi người có thể đăng ký giùm mình theo dõi cái shop của mình ha, ở trên Lazada và Sen Đỏ, Shopee rồi đó, để mình được nhiều lượt theo dõi. Thì mình xin cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Rồi thì mọi người thấy đây, mình nói giới thiệu lại một cái sản phẩm này ha.
mạch phân tầng full đơn, một bát một trép, loại này rất hay sử dụng thông dụng luôn. Đây là mình tụ dập mát là mình xài 4.7 400V ha, tụ mình xài 400V hết để cho nó an toàn, nó bền. Đây là 2.2 400V. Rồi, đây là dây đồng 100%. Rồi, trở là mình có thể xem nè, điện trở. Điện trở xứ bên mình sử dụng loại tốt ha, thì màu của nó trắng tinh như vậy đó và chân nó to. Mọi người thấy không? Chứ không phải là như những cái trong khác sử dụng điện trở nó đen xì à, điện trở giỏm á, nó sẽ màu nó sẽ tối và chân nó nhỏ xíu à, nó dễ gãy đó. Rồi mạch phía sau nè, mạch này được hàng tay luôn nha mọi người, nhìn nè, hàng tay từng 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 cái điểm hàng cho nên nó rất là chắc chắn đó, mọi người thấy không? Mạch hàng hữu công, hàng tay luôn, nó sẽ chắc chắn nhất có thể và đều đó, mọi người thấy không? Về cách lắp ráp thì hơi rất đơn giản, mạch phân tầng không gì khó hết. Ở đây là input đúng không? Input nè, thì có cộng trừ, thì đằng sau lưng cái hùng lo của mình có cái cọc lo, màu đỏ là cộng, màu đen là trừ, mọi người hàng vào chỗ input này. Và chữ bát đây, đây có chữ bát, chữ bát á, cộng trừ thì hai lỗ đó mọi người hàng vô hai cái dây lo của cái lo bát. Chữ trép cũng vậy, trép thì hàng vô cái trép thôi, cộng trừ, nhớ là hàng đúng cộng trừ. Tại vì ở cái mạch phân tầng này mình có xử lý một số căn chỉnh là để cho nó ít hú nhất có thể ha. Đây có thể gọi là mạch phân tầng chống hú. Tại vì gáp cái này so sánh với cái những cái thông thường thì khách đánh giá với mình, nó phản hồi với mình là nó ít hú hơn rất là nhiều luôn, hiệu quả chống hú rất là nhiều luôn. Nó không cắt trép nha, mạch này trép rất là phê luôn nha mọi người, đừng có suy nghĩ chống hú là sẽ cắt trép. Mọi người mua thử đi. Tại vì cái mạch mình bảo đảm mọi người luôn là trép rất là phê luôn, chứ không có thiếu trép đâu nha. Người đừng có suy nghĩ chuyện đó. Và nó có cái độ chống hú nhất định. Đó. Sẽ ít hú hơn. Mọi người cứ lắp vô trải nghiệm. Và cái sản phẩm ở gia đình mình ha, những cái lo gia đình mình. Rồi. Thì cái video mình xin kết thúc ở đây nha. Những ai mua hàng thì có thể xuống cái đường link phía dưới mua hàng Shopee, Sen Đỏ và Lada giúp mình ha. Người hãy đăng ký kênh của mình, đăng ký cái shop của mình. Rồi khi mà người mua hàng thì nếu thấy sản phẩm ok, giá cả hợp lý thì đừng có tiếc một chút thời gian mà đánh giá cho mình, giúp mình 5 sao. Và góp ý kiến nếu mà mọi người sản phẩm chưa tốt hay sao đó thì hãy góp ý kiến giúp mình để mình cải thiện, để tốt hơn, mang lại sản phẩm tốt hơn, rẻ hơn nữa cho mọi người sử dụng. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã xem video này ha. Năm mới chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nha.